Kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện. Thưa quý vị, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, bà con nâng cao cảnh giác, không mất mưu, không nghe theo sự xúi dục kích động gây rối của những phần tử xấu và các thế lực thù địch, phản động, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta với quan điểm nhất quán là luôn dành nhiều sự quan tâm đến các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, do hoàn cảnh của lịch sử và điều kiện địa lý tự nhiên, các dân tộc Việt Nam có trình độ phát triển không đồng đều về kinh tế, văn hóa, xã hội. Trình độ dân trí, phong tục, tập quán có sự chênh lệch khá lớn. Các dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng núi cao, biên giới hẻo lánh, điều kiện phát triển kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Lợi dụng những điều này, các thế lực thù địch đã triệt để chống phá Đảng, Nhà nước ta, kích động, lôi kéo một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin, biểu tình, chống đối chính quyền. Chúng đưa ra những luồng thông tin bịa đặt gây hoài nghi trong đồng bào dân tộc thiểu số với mục đích làm cho họ mất niềm tin vào chế độ. Là tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, Tây Ninh hiện có 21 dân tộc thiểu số sinh sống với hơn 5.500 hộ, hơn 20.400 nhân khẩu, chiếm 1,7% dân số toàn tỉnh. Trong đó nhiều nhất là dân tộc Khmer với gần 2.400 hộ, hơn 9.200 nhân khẩu, chiếm 0,77%. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên chăm lo tạo điều kiện, đảm bảo sự bình đẳng về quyền lợi giữa các dân tộc, không có sự phân biệt đối xử trong đầu tư triển khai các chủ trương chính sách, đề án, dự án của tỉnh. Nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương về phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo về công tác dân tộc trong tình hình mới. Hàng năm, tỉnh ưu tiên dành nguồn lực đầu tư từ ngân sách cho vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 65 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 91,5%. Có 25 trên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 69,44%. Có 3 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 25%. Trong công tác giảm nghèo, tỉnh đa dạng hóa sinh kế, thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số như dạy nghề, tạo việc làm, dây vốn ưu đãi để đầu tư vào sản xuất chăn nuôi. Nhờ đó, công tác giảm nghèo của tỉnh đạt nhiều kết quả. Trong đó, 3 năm liên tiếp, Tây Ninh thuộc nhóm 5 tỉnh thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Trong đó chú trọng đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, đem lại hiệu quả tích cực. Nhờ đó đã nâng cao dân trí, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn xác định bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh nói chung, đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là nội dung hết sức quan trọng. Do đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ trong triển khai các giải pháp, từ đó đã trang bị vaccine tự miễn dịch cho đồng bào các dân tộc thiểu số trước các luận điệu xuyên tạc, dụ dỗ, lôi kéo của thế lực thù địch, phản động và tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Là phải làm cho họ có kiến thức, họ phải nhận thức đúng đắn về những cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như là những cái âm mưu, những cái thủ đoạn mà các thế lực thù địch người ta lợi dụng những vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo để người ta tuyên truyền trên mạng xã hội. Cái đó thì tôi cho rằng là cái đó phải cái rất cần. Người ta muốn phản bác được thì người ta phải có kiến thức. Trong địa phương chúng tôi thì tổng số hộ của ấp là 305 hộ, còn dân tộc Chăm là 50 hộ, dân tộc Khmer là 24 hộ, còn lại dân tộc Kinh. Thì nói chung trong cái thời gian vừa qua, với tinh thần là đoàn kết lẫn nhau để như vậy là cùng nhau phát triển kinh tế, cho nên là cái thời gian vừa qua thì dân tộc nói chung là
họ chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước rất tốt, không có nghe được những cái lời luận điệu xuyên tạc, rồi những cái phần tử xấu để như vậy kích động. Ở đây là rất chấp hành tốt theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước kể từ xưa đến nay. Tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên không gian mạng, phát huy vai trò của các lực lượng ban chỉ đạo 35 các cấp trong viết bài tuyên truyền, đấu tranh với các luận điệu thông tin sai sự thật, xấu độc của các thế lực thù địch, nắm chắc tình hình trong nhân dân, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kịp thời phát hiện, chủ động tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Do đó, những năm qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc phức tạp ở đồng bào dân tộc thiểu số. Và chúng ta cũng phải giải quyết kịp thời những cái nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Và hiện nay, các thế lực thù địch người ta thường lợi dụng cái chuyện này. Có rất nhiều những cái vấn đề bức xúc trong đồng bào, các dân tộc, các tôn giáo, nhưng mà mình không giải quyết kịp thời, mình không giải quyết thỏa đáng, và đó chính là cái kẽ hở để cho các thế lực thù địch người ta lợi dụng. Trong cái xây dựng, thiết kế những cái chính sách cho đồng bào cũng cần phải làm sao nó phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng dân tộc và từng tôn giáo một, và nó đem lại được cái hiệu quả của cái chính sách đó để tạo cái niềm tin cho đồng bào. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm và phát huy tốt vai trò của những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Qua đó đã huy động được sức mạnh toàn dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 34 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Để thật sự là cầu nối của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể với đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của công tác dân tộc, những hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số đã dần được loại bỏ. Đảng, Nhà nước cũng quan tâm là cũng hỗ trợ lại rất nhiều cho bà con để mà phát triển, để làm giàu. Chứ giờ hộ nghèo thì còn cũng hơi ít. Tôi cũng biết ơn Đảng, Nhà nước quan tâm đến cái dân tộc Khmer chúng tôi ở ấp Thành Đông này. Bà con trong xóm thì người ta cũng chấp hành đường lối của chính sách Nhà nước. Chưa cái gì ta cũng nghe Nhà nước thôi, không có nghe đâu ngoài phát biểu linh tinh thì không có thôi. Bản thân tôi thì nhận thức được cái vai trò của mình là người cũng có chút ít về am hiểu về xã hội. Và từ cái chỗ đó là khi về địa phương được phân công thì bản thân tôi cũng không có từ chối và cũng tham gia. Bà con mình còn có nhiều cái khó khăn, thành ra là tôi cũng phải phấn đấu cùng với các con em là của người dân tộc, là cán bộ ở địa phương. Làm như thế nào để phát huy vai trò hiểu biết của mình, là vận động bà con tiếp tục thực hiện về cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là mình tuyên truyền bằng tiếng Chăm, mình nói ngắn gọn cho là cô chú anh chị em, các cháu nó hiểu được bằng tiếng Chăm ngắn gọn, dễ nắm, dễ bắt cái nguồn thông tin về cái phong tục tập quán của mình là người Chăm, thành ra mình am hiểu rất là nhiều cái gì nên làm, cái gì không nên làm, và cái gì lỗi thời chúng ta phải bỏ qua, những cái gì tốt thì mình phải phát huy. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, từng bước phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các buổi tiếp xúc sinh hoạt để cung cấp thông tin thời sự về tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế cho cán bộ đảng viên và đồng bào dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Phát động mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở nhằm thu hút đồng bào dân tộc tham gia hưởng ứng. Nhiều phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc và an ninh trật tự ấp, xóm, khu vực biên giới. Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động và linh hoạt của cấp ủy các cấp, tỉnh Tây Ninh đã và đang triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng miễn dịch cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng và Nhà nước. Điều đó góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Thưa quý vị, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.